À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Kính Mập TV. Thì chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Đó thì hôm nay mình cho bé Bi ăn trưa. Đó thì giờ cũng trưa rồi. Mình làm xuống mình cũng mới đổ cho mấy đứa miếng thức ăn hạt cho ăn chơi. Đó còn mấy bé đòi ra sân chơi. Rồi chúc cả nhà vui vẻ nha. Thôi để mình trộn cơm xong, nói chung là mình hôm nay mình cho miếng thịt, miếng cá, miếng bí đỏ cũng có màu đẹp đẹp vậy nè cho bé Bi ăn. Phản ánh sáng rồi mình quay ngược vô đó thì thường thường mình cũng cho bé Bi miếng canxi. Miếng đây một cái viên bự á, mình bẻ làm 8 lần á, rồi mình bóp những nhỏ nhuyễn nhuyễn ra. Để mà xong rồi mình quay cho bé Bi ăn chút rồi mình đi mở ra, đi thả cho thằng chó ra luôn. Ăn xong uống nước đi. Cơm bữa nay bí đỏ nghiền nghiền ra cái giống sò gắt quá. Nó bị nó ăn nó nghỉ mà 3 4 lần vậy đó, một lần ăn là nghỉ 3 4 lần đó. Ăn lần ít à, ăn lần ít để giữ eo.
cứ khoảng 5 phút quay lại ăn tiếp, ăn 3 lần vậy mới được. Thử coi sao. Mấy đứa nó cứ rần 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 tối ngày á, thì hả, mình là hất, mình hất rau bây giờ nó phát triển lên nữa cả nè, nó bung lên cái rồi cái tiếng sủa đó của bò sữa cả nhà, nó rần 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 vậy đó, nó không hạp với con bóp, nó sủa dữ dằn lắm. Rồi ăn xong rồi ngủ đi, kiểm tra kia, kiểm tra thân thể. Ngày nào hình như là con mình cũng ẩm đi vòng 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 chơi đó. Cưng lắm cưng ạ. Đòi ăn chứ ăn là có miếng nè, trưa mình cho ăn cái ăn không nổi, trưa nắng á. Nhưng bé Bi siêng ăn lắm, bé Bi là nằm chút xíu chứ lát quay lại ăn tiếp. Dứt nữa nè. Đi đâu á, đi đâu á. Thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Thì cả nhà xem với sẽ bấm một like, thì mình làm video ngắn ngắn để cho các bạn dễ xem, chứ dài quá các bạn xem các bạn cũng tua bỏ qua hết rồi. Thôi xin chào. Bây giờ bé Bi ăn cơm trưa xong, bé Bi nghỉ ngủ.